phố Hải Phòng năm 2024. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bá Việt Phương, Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng. Chúng tôi cũng rất vui mừng được chào đón sự hiện diện của các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị chức năng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng. Về phía Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng, xin được trân trọng giới thiệu bà Đỗ Thị Khánh Hương, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng. Xin được nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của bà Bùi Thị Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng. Để tham dự chương trình, chúng tôi cũng rất vui mừng để chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị địa phương, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phụ trách khối văn xã tại các quận huyện. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Tiến Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy. Rất vui mừng để chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo các phòng văn hóa và thông tin, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận huyện trên địa bàn thành phố, các đồng chí phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã tới tham dự và đưa tin tại chương trình. Và đặc biệt trong sự kiện ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, xin được nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của các quý vị khán giả và các đơn vị dự thi trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí trong thành viên hội đồng giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Duy Thái, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hải Phòng, trưởng chi nhánh Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Hải Phòng, trưởng ban giám khảo. Trân trọng giới thiệu đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Lê Hải, phó trưởng ban. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Khánh Hòa, trưởng đoàn Đoàn ca múa Hải Phòng, ủy viên. Trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Thái Sơn, hiệu trưởng trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch Hải Phòng, ủy viên. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú biên đạo múa Thu Dung, hội viên hội nghệ sĩ múa Việt Nam, thiếu tá Đoàn Văn Công Hải Quân, ủy viên. Vâng thưa quý vị, và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chào mừng những tiết mục đầu tiên sẽ cùng tham dự tại đêm diễn ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu tiết mục tham dự hội diễn đầu tiên, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Kiến Thụy. Kính thưa quý vị, Kiến Thụy là một huyện ven đô nằm ở phía đông nam thành phố Hải Phòng, nơi phát tích vương triều Mạt và là cố đô Sơn Kinh sầm uất một thời vào thế kỷ 16. Kiến Thụy tự hào là quê hương của tiếng trống Kim Sơn kháng Nhật, là chiếc nôi khoáng sản phẩm trong nông nghiệp của cả nước, là vùng quê giàu truyền thống văn hóa dân gian với rất nhiều những lễ hội truyền thống độc đáo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, nhân dân Kiến Thụy đã nêu cao tinh thần yêu nước, kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh, được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, quân và dân Kiến Thụy tiếp tục nỗ lực vươn lên, giành được nhiều thành tích xuất sắc. Trải qua 80 năm kể từ khi chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên huyện Kiến Thụy được thành lập tại làng Kiến Trực, xã Tân Phong, đã đánh dấu mốc trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Kiến Thụy anh hùng. Tham gia hội diễn ca múa nhạc năm nay, xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc 80 năm nơi thắp lửa đầu tiên, thời Đặng Trình Tư, nhạc Từng Ngọc, biểu diễn tốt cả nam nữ tốt múa đến từ đơn vị xã Tân Phong. Tiết mục từ làng Sen, người là niềm tin tất thắng, sáng tác Phạm Tuyên và Chu Minh, biểu diễn đơn ca nam, quang hiệu và tốt múa đến từ đơn vị xã Thanh Sơn. Và liên khúc những trái tim Việt Nam hãy đến với con người Việt Nam tôi, sáng tác Phương Nguyên, Minh Nghĩa, biểu diễn tốt ca nam nữ và tốt múa của khối giáo dục huyện Kiến Thụy. Và sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Giữa năm 1944, trước những chuyển biến nhanh của tình hình cách mạng mới, sau khi dự lớp quân chính do Trung ương mở, đồng chí Đặng Kinh được phân công về Kiến Thụy hoạt động cùng đồng chí Phạm Tuyên chỉ đạo phong trào cách mạng. Đây là giai đoạn tích cực gấp rút chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa. Do đó, việc xây dựng tổ chức đảng trở nên cấp thiết. Ngày 22 tháng 9 năm 1944, chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên của huyện được thành lập tại làng Kính Trực, Tổng Lão Phong. Cuộc họp thành lập chi bộ đảng được tiến hành trên một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa cánh đồng bầu, làng Kính Trực, xã Tân Phong.
đồng chí Phạm Thuyên đã lựa chọn những nhân tố tích cực để kết nạp vào Đảng và tuyên bố thành lập chi bộ Đảng gồm 3 đồng chí: Đặng Quang Chất tức Dương Thủy, Đinh Văn Kỳ tức Thành Nam, Đặng Quang Mạng tức Đặng Quang Chiết. Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện ra đời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng trong vùng và tình thế mới xuất hiện. Thời kỳ trực tiếp chuẩn bị lực lượng cho khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương. Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, từ chỗ chỉ có 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Kiến Thụy đã có gần 6.300 đảng viên. Phát huy truyền thống là nơi thắp lửa đầu tiên đó, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Phong luôn nêu cao tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng xã Tân Phong ngày càng giàu mạnh, góp phần xây dựng quê hương Kiến Thụy anh hùng. Thank you.